Cái Trang về bà chưa? Con về rồi anh ạ. Lúc anh gọi điện cho con, em ngồi ngay cạnh con ấy. Con nó không dám nghe điện thoại của anh vì nó sợ hai bố con còn đang căng thẳng với nhau. Em bảo cái Trang về nhà, sáng mai anh nói chuyện với nó. Anh, mình cũng cần có thêm thời gian để thuyết phục con nó hiểu chứ. Anh biết tính cái Trang, mình không cứng rắn với nó là nó hư. Nó giống hệt như là... Riêng cái chuyện này, anh sẽ không nhân nhượng với nó. Nó phải theo sự sắp xếp của anh. Con nó hơn 20 tuổi rồi anh. Mình cứ ép nó như thế, em thấy không hiệu quả đâu. Anh không thể hiểu được tại sao anh muốn nó vào trong tạp chí, có công ăn việc làm ổn định mà cả mẹ cả em đều phản đối nhỉ? Có ai phản đối đâu anh. Chỉ là một người đang tôn trọng tất cả những sở thích và sự lựa chọn của con thôi. Sở thích nông nổi của một đứa trẻ. Nếu mà anh muốn con trưởng thành một cách tự nhiên, anh cần phải tôn trọng con và để con có quyền được làm tất cả những điều con muốn. Anh là bố đẻ ra nó, lại không hiểu nó bằng em à? Cái Trang là đứa cứng đầu, lại đang ở độ tuổi nổi loạn. Em và mẹ cứ chiều nó, cổ suý cho nó là vô trách nhiệm với nó. Anh nói thế là thế nào? Nghĩa là em không đẻ ra nó thì em mặc kệ nó luôn à? Anh hiểu là em đứng ở phía cái Trang, tạo dựng mối quan hệ tốt với con riêng của anh là đúng. Nhưng mà đôi khi lợi bất cập hại. Tốt nhất nhá, chuyện của hai bố con anh để hai bố con anh tự giải quyết, em đừng có xen vào. Em thương cái Trang như con đẻ em ấy. Em yêu nó như thằng Phong ấy. Nên ngày nào em còn là vợ của anh thì em vẫn có quyền được can thiệp vào tất cả mọi chuyện của con. Anh cố chấp với cả người đã chết ở Hiếu. Anh đã bao giờ nghiêm túc nhìn lại bản thân mình đã làm tròn trách nhiệm của một người bố đối với con của mình chưa? Anh định nhờ cô hỏi chú Khang xem có thể sắp xếp một chỗ nào đó cho cái Trang nó về nó thực tập được không? Cái Trang nó là đứa cá tính. Anh xin việc cho nó, chắc gì nó đã chịu. Mà nhờ vả người ta xong, đến lúc nó bỏ ngang thì mang tiếng chết. Cái Trang nó là cháu ruột cô, cũng là cháu chú Khang. Bây giờ anh dối quá phải nhờ cô chú. Thế còn bây giờ về đấy, nó vừa có chỗ làm để nó thử sức, vừa nhờ chú để mắt trông nom. Chứ còn nếu thấy phiền lụy quá thì thôi. Không, ý em là em thừa hiểu tính cái Trang, nên là em muốn anh về nói chuyện với con để cho nó thông đã. Rồi lúc đấy thì muốn nhờ gì thì nhờ. Chứ em cũng có phải là ghét bỏ gì cái Trang đâu. Chỉ là thấy anh vất vả vì nó quá, em thấy xót anh. Mà nó y như tính mẹ nó, tính nào tật nấy. Con gái anh tự biết dạy, không phiền đến cô. Còn cái chuyện xin việc cho nó, nếu mà thấy khó khăn quá thì thôi đi. Em ơi, tính tiền cho anh.